reo tha thiết đến mê say lòng người. Một quê hương nối tiếp bao đời, truyền thống rất vinh quang thật vẻ vang. Vào làng kháng chiến gian nan, bao người đồng chí kiên trung, vũ khí thô sơ nung lâu lòng căm thù. Làng vô đây biết bao nhiêu trận đánh, hiên ngang anh dũng, tiếng trong ngày năm 30 thái bình ơi. Châu hùng lên pha bột cầu treo, bột từ và bột cuộn, lớp lớp cha anh làm nên trang sử vàng. Năm xưa khổ đau giặc xâm lược đến, lũ quân phản nát gieo rất nhiều đau thương. Xin ơn đảng và bác cho ta hạnh phúc tươi sáng một tương lai. Nói theo thế hệ trẻ ăn trưa lên đường đi, giữ gìn miền trời thân yêu, biên cương đảo xa. Về An Châu anh sẽ thêm càng yêu mến đất quê em đẹp giàu. Mùa xuân sang bao đất vang rền, đồng máu lớn thăm canh được bồi thu. Trường học các cấp khang trang, con đường làng đã thanh thang, xóm dưới thôn trên xem phát nhà cao tầng. Chờ dù này có thêm bao hàng hoa cho muôn nhà nó ấm, các lễ hội thêm đông vui, sông ta xa cười cho đồng quê. Nữ nam thể thao luôn tự hào. An Châu ngày nay mà sao đẹp thế, vẫn theo cờ thắm và chữ hồng thi đua. Xây nông thôn đổi mới quê hương vàng ra, kinh tế một đi lên. Và làng dù với làng sản yêu dấu vang bài ca, ta cùng dừng xây. Chèo tha thiết đêm mê say lòng người. Một quê hương nối tiếp bao đời, truyền thống rất vinh quang thật vẻ vang. Rào là kháng chiến gian nan, bao người đồng chí kiên trung, vũ khí thô sơ nung nấu lòng căm thù. Làng dù đầy biết bao nhiêu trận đánh, hiên ngang anh dũng. Cầu treo bốt từ và bốt tuồng, lớp lớp cha anh làm nên trang sử vàng. Năm xưa khổ đau giặc xâm lược đến, lũ quân tàn ác gieo rất nhiều đau thương. Thắm ba chữ hồng thi đua, xây nông thôn đổi mới quê hương rạng rỡ, kinh tế một đi lên và làm dấu.
nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con, ta bao sự sai. Oh, Việt Nam ơi, yêu mến nhà nơi, yêu lý che xanh, có con sông chảy quanh. Nào ta hát, hợp tác làm mong, làm luôn cánh chim bay giữa biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, vững bước đi lên, tiếp thêm tràn sự vàng. Nào ta hát, hợp tác Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là thăng, từ ta hai tiếng Việt Nam.
cầu như thế. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Duy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời Phạm Xuân Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hà Thị Lan Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đô Hưng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Viết Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trung tá Đào Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Hưng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đào Khương Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Hưng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Đáp, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phách, Đảng viên 75 tuổi đảng, lên vị trí làm Chủ tịch. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, mong cờ đỏ sẵn sàng soi lối, Phó Bác Hồ vẫy gọi toàn quân 15 chiến đấu gian quân. Trong hôm nay thắt cờ thêm đỏ, cả vườn cờ tung bay trước đó, chân dung Bác Hồ lồng lộng giữa trời cao, biểu tượng anh hùng lực lượng vũ trang, là tổ chức tinh thần hy sinh anh dũng quật cường, là những chiến tích hào hùng của nhân dân An Châu trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, là những đổi mới đi lên của quê hương, qua người An Châu trong bước đường xây dựng. Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp đón nhận hôm nay là một dấu son không thể phai mờ trong mỗi cán bộ, mỗi người dân An Châu, bởi đã trải qua mấy chục năm kháng chiến anh dũng mới có được ngày hôm nay. Và sau đây xin trọng kính mời các đại biểu toàn thể nhân dân cùng hướng về lễ đài để chứng kiến lễ diễu hành biểu dương lực lượng của các khối, các đoàn thể. Lễ diễu hành đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân An Châu chính là khối quốc kỳ. Hôm nay trong ngày tháng 8 lịch sử của đất nước Việt Nam anh hùng nói chung và xã nhà nói riêng, có hàng triệu các tầng lớp nhân dân đang tham gia thực hiện các phong trào chào mừng 73 năm ngày quốc khánh nước hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại sân nhà văn hóa xã Đức Hải. Thực sự là ngày hội của toàn dân, và lúc này các khối, các đoàn du hành của các lực lượng tham gia đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là khối du hành là lá cờ đỏ sao vàng do các học sinh trường trung học cơ sở An Châu, đó là những học sinh tiêu biểu được vinh dự nhất là cờ tổ quốc đi đầu đoàn quân. Hãy vươn lên những đội quân hùng hậu tiến vào lễ đài trong không khí trang nghiêm, ngọn đuốc dẫn đường, ngọn đuốc thiêng cách mạng, lá quốc kỳ hồi nước dẫn toàn quân. Hãy hùng dũng lên hỡi các cô, các bác, các chị, các anh, cùng toàn dân hướng về lễ đài dâng cao ngọn cờ quyết thắng. Vâng, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh lấy lá cờ Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng, với những anh máu đỏ sao vàng, hãy chiến đấu dưới cờ thiêng tổ quốc, lên cờ thắm máu đào vì nước sao vàng tươi, ra cỏ sống rồi. Sau lá cờ đỏ sao vàng đã tiến vào lễ đài là biểu tượng của Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mới mở, là người bạn thân thiết của các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Cả cuộc đời người đã cống hiến cho cách mạng, cho tổ quốc. Để rồi bác chỉ có một ham muốn tổng tập là làm sao cho nước ta trở hoàn toàn độc lập, dân ta trở hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Cuộc đời hoạt động cách mạng của bác mãi mãi là tấm gương sáng cho mỗi người chúng ta, tiểu tiểu và khác nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh là cách tinh truyền thống văn hóa ngàn năm của nhân dân Việt Nam, tư tưởng của người là hiện thân những khát vọng của dân tộc. Bác đã đi xa nhưng vẫn còn sống mãi với non sông đất nước, với dân tộc Việt Nam. Tiếp theo, bước những thực cờ của đảng cao vinh của tổ quốc yêu quý và theo chân dung Bác Hồ là biểu tượng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nâng biểu tượng anh hùng trên vai mà lòng dạt dào bao niềm phấn khởi,
biểu tượng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là danh hiệu cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng cho Đảng bộ và nhân dân Lai Châu đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là tượng trưng cho sự hy sinh vì nền độc lập tự do, vì ấm no hạnh phúc cho hôm nay và mãi mãi mai sau, cho cuộc sống mới ngày càng đơm hoa kết trái. Tiến hành các cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, nhân dân ta đã vượt qua bao khó khăn chồng chất, ngày càng giành thắng lợi to lớn về mọi mặt. Trong đó thế hệ thanh niên ngày nay là lực lượng hùng hậu đi đầu, là nguồn lực chủ chốt của đất nước. Quân đội bảo vệ tổ quốc là từ thanh niên, lực lượng lao động xây dựng và phát triển đất nước cũng là thanh niên. Trong lao động tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ, thanh niên giữ vai trò chủ lực, từ đó đã góp phần quan trọng vào các cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Với ý nguyện của toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, không phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời mặt trận được xây dựng trên nền tảng liên minh công đông và trí thức. Từ xưa tới nay, câu nói nổi tiếng của người đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công, luôn là cương lĩnh hành động của mặt trận và toàn dân tộc. Nhân buổi lễ trọng đại hôm nay, xin được nhắc lại và nói. Quân đội dậy tương lai, khi đất nước giành bóng quân thù trở về cuộc sống đời thường, tuy tuổi có cao rất có yếu, nhưng các anh các chị luôn phát huy bản chất của đội Cụ Hồ trong việc giáo dục thế hệ trẻ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, là những tấm gương sáng cho các thế hệ kế tiếp mai sau. Các anh chị luôn giữ vững mái bản chất anh của đội Cụ Hồ, tích cực tham gia làm kinh tế, làm tổ chức bắn và phát hy sinh vì nước, chiến đấu đến tận máu cuối cùng để bảo vệ giao thông. Những lịch sử oai hùng của dân tộc từ cổ chí kim đã minh chứng cho những phẩm chất phi thường ở người phụ nữ, đó là tự tin, quả cảm, quyết đoán, dám làm đỏ tinh thông trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Khi đến nước hòa bình, chính sách người phụ nữ càng được quan tâm hơn. Phụ nữ là một nửa của thế giới, là người mẹ hiền cho Đảng, là người trụ cột trong việc xây dựng đất nước. Với cách này thực hiện khẩu hiệu thắng không thiếu của dân, quân không thiếu của người, trong công cuộc đổi mới hiện nay thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn, với khẩu hiệu trong hơn nửa thế kỷ qua, dưới vòi cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Lai Châu luôn lực lượng đi đầu trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tổ quốc, vì tự do dân chủ nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân nhà. Như Bác Hồ đã nói, các cháu là thế hệ anh hùng của dân tộc Việt Nam hùng, đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiến vào lễ đài là mỗi một người cao tuổi. Đây là lớp người không những có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhà nước và của dân tộc, mà còn là lớp người có công sinh thành nuôi dưỡng, giáo dục các thế hệ con cháu giữ gìn bảo vệ phát triển thuần phong mỹ tử, truyền thống yêu thương đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, là thể hiện tính nhân văn, nét đẹp văn hóa, mang đậm đà bản sắc dân tộc, là thể hiện tình cảm đạo lý của người Việt Nam. Như Bác Hồ đã khẳng định, đối với gia đình, đối với tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có tự tín nhiệm lớn lao, phụ lão hô nhân dân hưởng ứng, phụ lão làm nhân dân làm theo, hô điều nên hô, làm điều nên làm. Chính vì vậy, một người cao tuổi đã nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đã có những đóng góp to lớn cùng các tầng lớp nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi luôn vận động con cháu thực hiện nét sống văn hóa, là lớp người nêu cao sáng về đạo đức, tác phong lối sống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ con cháu noi theo. Ra chiến trường đấu đàn là khối dân quân của cả nhà. Lực lượng dân quân trong những năm kháng chiến, họ là những người luôn chắc tay súng vững tay nhảy. Ngày nay họ là lớp người góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên huấn luyện và tham gia hội thao của huyện đều đạt giải cao. Lực lượng dân quân xã Châu luôn được xây dựng và củng cố kiến thức quân sự chính trị, làm nòng cốt cho công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Lực lượng dân quân xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho sự bình yên của quân dân ở xóm. Chào những người quan đồng lòng chung với Đảng, chiến đấu quên mình vì nước quên thân, những tháng năm gian khổ trưởng thành cho tổ quốc Việt Nam muôn đời bền vững. Mùa thu đây rộng rỡ hoa lồng lộng, ôi mảnh đất nào thấm máu nào các anh các chị, ôi mảnh đất nào nặng nghĩa Đảng tình dân, để quá hôm nay An Châu vui đón ngày hội lớn. Tiếp theo là khối y tế giáo dục đang tiến vào lễ đài. Xin nhiệt liệt chào đón khối y tế giáo dục sảnh nhà. Đây là những người đại diện các nền giáo dục của sảnh nhà. Đó là các thầy cô giáo đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non và trạm y tế sảnh nhà. Các thầy các cô thực sự là những người mẹ thứ hai ở trường, chăm sóc đàn em như những con ong cần phấn, phốt nhĩ hoa tươi,
nguồn tri thức cho nhân loại trong quê hương An Châu và cho đất nước và đất cũng chính nhà. Những thầy thuốc tận tụy đêm ngày chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, cán bộ và nhân viên trạm y tế xã, y tế thôn đã cố gắng vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác, lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền. Và chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những thành tích mà cán bộ, học viên trạm y tế xã, y tế thôn đã đạt được trong những năm qua. Tiếp theo là khối văn hóa dân gian thực hiện nghị quyết trung năm khóa 8 về giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở An Châu. Các hoạt động văn hóa dân gian như hát chèo, kéo co, cờ tướng, pháo đất, múa lân thường xuyên tổ chức thi đấu và giao lưu nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân vào tham gia, đặc biệt là các cháu thiếu niên đi đồng với phương châm che già mang mọc. Đây chính là lực lượng giữ gìn và phát huy các bộ môn truyền thống như hát chèo, múa lân, pháo đất của địa phương nhằm lưu truyền cho muôn đời sau. Học sinh trường trung học cơ sở năm học 2017-2018 trường có 284 học sinh và 19 cán bộ giáo viên cũng như các trường khác trong xã. Về cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau chi bộ ban giám hiệu của trường đã luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Trong những năm qua, trường đã làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh đối với công tác giáo dục. Kết quả các điểm tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, kết quả thi đỗ lớp đạt 98%, số kết quả cấp trường 28,9%, số học sinh tiên tiến 41,2%, trường đạt trường tiên tiến cấp huyện. Với những cố gắng không mệt mỏi, kết hợp với tinh thần yêu nghề, yêu trường, quý mến học sinh của thầy và trò trung học cơ sở, chắc chắn năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo sẽ gặt hái được nhiều kết quả cao hơn nữa. Các đi vào lịch sử của ngày hội lớn hôm nay và là kỷ niệm sẽ in đậm trong mỗi trái tim của chúng ta. Ngọn lửa đó được ba vận động viên có thành tích cao trong kháng chiến, gian khổ hy sinh nhập đàn tặng quà, đoàn kết đồng lòng bảo vệ quê hương. Ôi đất mẹ An Châu hôm nay khắc thu vàng cùng hòa chung nhịp thở. Đấu son này là nỗi lầm không nhớ bình lặng và cái đời. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, bí thư đảng bộ xã, lên nhận thuốc và thắp ngọn lửa truyền thống lên đài thuốc. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, chủ tịch ủy ban xã, lên nổi hồi chống. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Quang, phó bí thư đảng bộ xã, lên đánh hồi chiêng để chiêng trống ngân vang và những hồi chiêng hồi chống theo như lời hiệu triệu cổ vũ toàn dân và toàn quân ta. Anh muôn người như một, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thành công chủ nghĩa thôi và bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa cùng với ngọn lửa thiêng rực cháy trong ngày hội lớn hôm nay. Biểu trưng cho ý chí vươn lên của con người Việt Nam và của các thế hệ chúng ta và nó đã trở thành bất diệt. Ôi đất mẹ An Châu trong ngày vui hội bằng tình nước non, sự kiện hết thuộc các người An Châu đã và đang biểu cửa Bác Hồ kính yêu trong khi thế bừng bừng biểu dương lực lượng
vâng, và để cùng với ngọn lửa thiêng đang bị cháy, chúng ta lấy một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để cùng nhau hân hoan đón niềm vui chung, chào đón tình yêu cao quý của Đảng và Nhà nước tặng cho An Châu chúng ta hôm nay. Chương trình công hội chào mừng lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tiếng trống ngày nào vang lên trong chiến trận, nay lại rộn ràng trong lễ hội mừng công. Chào mừng lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang xã An Châu. Chào đón các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và con em xa quê về dự lễ. Cờ hay phất cao, chiêng trống ấy vang hồi, cho không khí tưng bừng ngày lễ. Thông qua nội dung chương trình của buổi lễ, làm lễ chào cờ, xin mời đồng chí Nguyễn Bình Chám, đảng ủy viên
chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã lên điều hành lễ chào cờ. Xin chào kính mời chú. Đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ và nhân dân. Trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày tháng 8 lịch sử, cán bộ và nhân dân xã nhà đang hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chào mừng quê hương An Châu vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Có thể nói từ những ngày tháng đen tối, với thống trị của thực dân phong kiến, với lòng căm thù giặc sâu sắc, được ánh sáng cách mạng của Đảng, Bác Hồ soi đường, nhân dân An Châu cùng nhân dân cả nước vùng lên với khí thế quật cường, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, mỗi xóm làng Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam đã lập nên vô vàn những chiến công hiển hách, làm chấn động địa cầu. Cùng chung với cả nước, nhân dân An Châu cũng hết tề đứng lên chống giặc. Ngoài công bảo vệ xóm làng, bảo vệ quê hương đồng ruộng thân yêu, nơi đây cũng từng là cái nôi của cách mạng. Phong trào đào hầm nuôi dấu các bộ rào làng kháng chiến đã rộ lên trên khắp các xóm làng. Từ những trận đánh các đồn đốt của kẻ thù, bao năm tháng chiến tranh ác liệt, An Châu đã góp phần lật đổ mọi ách áp bức bóc lột, giành độc lập tự do cho quê hương đất nước. Đã có rất nhiều và rất nhiều những chiến công oanh liệt của nhân dân An Châu đã góp phần không nhỏ vào kho tàng lịch sử Việt Nam, để hôm nay trên quê hương ta dọc bóng cờ bay khắp làng quê ngõ xóm vượt vang tiếng trống tưng bừng vui đón ngày hội lớn. Mỗi người dân An Châu tràn đầy niềm hân hoan phấn khởi trong ngày vui đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Căn cứ quyết định số 624/QĐ-CTR ngày 26/4/2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thực hiện công văn hướng dẫn số 2066 HBCT ngày 1/6/2018 của Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình về hướng dẫn tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được sự nhất trí của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình của huyện ủy, ủy ban nhân huyện Đông, hôm nay đảng bộ và nhân dân xã An Châu rất vui mừng, phấn khởi, tự hào, long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là niềm vinh dự, niềm tự hào và là phần thưởng cao quý, là sự kiện chính trị quan trọng với sự hy sinh, những đóng góp to lớn của nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Châu trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn nửa thế kỷ qua. Là nguồn động viên cổ vũ lớn lao, tạo đà cho đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Châu phấn khởi vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong niềm vui tự hào và phấn khởi của buổi lễ hôm nay, rất vinh dự cho đảng bộ và nhân dân xã nhà được đón tiếp các vị đại biểu trong ngày vui trọng thể này. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ban biểu cấp ủy, đồng chí Đỗ Xuân Thành, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, xin quý vị một tràng pháo tay. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đức Hằng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đầy đủ nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Định, từng ủy viên chánh án tòa án nhân dân tỉnh, đầy đủ nhiệt liệt chào mừng.
trường, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đây lên, chúng ta nhân dân cao hùng. Và phía đại biểu cấp huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Thái Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Chúng ta nhân dân cao hùng. Đồng chí Bùi Văn Huân, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thiên Hưng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí các ban thường vụ ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể của huyện Đông Hưng cũng về dự đông đủ, đề nghị ta nhiệt liệt chào mừng. Các đồng chí quý thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, các thôn, xã Tây Đô, xã Bắc Thuận, huyện Tây Hà, các ông và các ban lãnh đạo của một số trường học, cơ quan, công ty, trạm có trên địa bàn huyện Đông Hưng và trên địa bàn xã Tây Đô, các vị đại biểu là bạn của quan nhân quan lê, các cá nhân gia đình đang tạm trú trên địa bàn xã cùng các phóng viên và các anh thuộc liên hiệp tỉnh của huyện đã về dự và dự thi buổi lễ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Quý thưa mẹ của anh hùng, quý thưa đoàn thể, quý thưa các vị đại biểu khách quý, quý thưa toàn thể nhân dân, vinh dự cho địa phương có rất nhiều người con hiện đang công tác lao động và học tập trên mọi miền đất nước về dự và chung vui trong buổi lễ hôm nay. Niềm tự hào chu cả bộ và nhân dân xã nhà hôm nay được đoán những người con sinh ra tại khu Ca Châu hiện đang giữ các chức vụ cấp cao lãnh đạo đảng chính quyền lực lượng vũ trang các ngành cơ quan đơn vị nhà nước đã về dự và chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Cao Thông, phó tham mưu chiến sĩ, phó đại án tòa án nhân dân tối cao. Cùng toàn thể nhân dân tại buổi lễ trọng thể này, đảng bộ và nhân dân xã nhà vui mừng phấn khởi tự hào được đón các đoàn đại biểu khách quý và dự chung vui động viên và có những bông hoa tươi thắm chúc mừng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Xuân Thành, tỉnh ủy viên, ủy viên các ủy viên, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy lên tặng hoa, và xin mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, chủ tịch ủy ban xã lên nhận hoa. Xin chào, kính mời. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Đức Hằng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy lên tặng hoa. Xin trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Huy, bí thư đảng bộ, chủ tịch hội đồng nhân dân xã lên nhận hoa. Xin trọng kính mời. Làm tiếp chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Thái Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, thay mặt các huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các phòng ban ngành đoàn thể của huyện Đông Hưng lên tặng hoa, và xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Oanh, chủ tịch ủy ban xã lên nhận hoa. Cảm ơn.
đảng ủy, chủ tịch ủy ban xã, trưởng ban tổ chức lễ nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lên đọc báo cáo tóm tắt thành tích của địa phương qua các thời kỳ. Xin được kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đỗ Xuân Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Vũ Đức Hằng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tiến Lĩnh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Kính thưa đồng chí Hoàng Thái Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Kính thưa đồng chí Bùi Văn Huân, bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí Nguyễn Tiến Lĩnh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Kính thưa toàn thể các bác, các anh, các chị là những người con xa An Châu hiện đang học tập, công tác, lao động trên mọi miền của Tổ quốc đã có mặt ngày hôm nay về dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thưa toàn thể nhân dân, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình được thành lập từ tháng 4 năm 1956 trên cơ sở sáp nhập từ thôn Kim Châu, xã Đông Lương và thôn An Lạc, xã Mê Linh. Xã An Châu là một địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, hiếu học và có truyền thống cách mạng. Đảng bộ và nhân dân An Châu đã đóng góp nhiều công sức không nhỏ của nhân dân cho huyện, cho nước đã lập nên những thành tích vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày 1 tháng 5 năm 1950, cuộc biểu tình của đất nước kiên hưng dân Hà nổ ra đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân An Châu trong phong trào cách mạng dân chủ 1936-1939. Dưới sự lãnh đạo của chi đạo bộ đảng Hần Khê, phong trào đấu tranh khắc phục kiên hưng được phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Từ đầu năm 1945, sau khi tổ Việt Minh bí mật ở vùng Kiên Hưng được thành lập, phong trào sinh viên cán bộ Việt Minh từ Phương Hòa, Bình Tơ về Kim Châu, An Lạc để tuyên truyền giác ngộ cách mạng, lấy dựng cơ sở. Sau thời gian thâm nhập tuyên truyền, đồng chí Linh Ninh đã giác ngộ cách mạng cho rất nhiều quần chúng tích cực thành lập ở An Lạc, Kim Châu, mỗi làng một tổ Việt Minh bí mật. Trong đó hoạt động sôi nổi nhất là đồng chí Bùi Văn Trâm ở An Lạc, đồng chí Nguyễn Văn Lai ở Kim Châu. Kim Châu, An Lạc đã huy động nhân dân hai làng An Lạc, Kim Châu cùng nhân dân các làng trong khu vực hòa mình và đoàn khởi nghĩa từ Quỳnh Côi đường 216 về phủ Kim Hưng và cướp chính quyền. Đúng 22 giờ ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ Kim Hưng đã giành thắng lợi. Cũng từ đây phong trào cách mạng của An Châu ngày một phát triển mạnh mẽ. Nhân dân tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cấp bách, đó là chống giặc đói, diệt giặc rốt và chuẩn bị cho kháng chiến, thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển chiến tranh du kích. Nhân dân Kim Châu, An Lạc ngoài góp công sức vật liệu xây dựng làng kháng chiến Phú La, nhau đã đoàn kết vượt qua nạn lũ, giặc đói, giặc rốt, chia lại công điền, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân trong xã, đồng thời tạo nên sức mạnh tổng hợp để chuẩn bị bước vào giai đoạn cách mạng mới. Năm 1950, pháp đánh chiến Thái Bình, trải qua gần 5 năm nhân dân An Châu trực tiếp chiến đấu với muôn vàn gian khổ, hy sinh và nhưng vô cùng anh liệt, thương 46 tên, bắt sống 58 tên, thu nhiều vũ khí và trang thiết bị của giặc. Tiêu biểu một số trận thành. 7 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 1950, một tiểu đoàn của địch đã tập trung bao vây vào xã Đông Lương, phát hiện địch tấn công du kích thôn Phú La và thôn Kim Châu. Do đồng chí Nguyễn Văn Chiên làm tiểu đội trưởng đã phối hợp chiến đấu với đại đội Quang Trung của tỉnh chiến đấu chống địch, dựa vào hệ thống hào hĩ và công sự, bộ đội du kích được sau gần một ngày chiến đấu ta tiêu diệt 30 tên địch. Ngày 16 tháng 7 năm 1950, địch từ bốn cuộc kéo lên đường Văn Dô đánh vào Kim Châu. Cùng ngày hôm ấy, một cánh quân địch từ đốt Đồng Phó kéo vào An Lạc, dân quân du kích Kim Châu cho đồng chí Nguyễn Văn Phách được chỉ huy phân công phục kích mai phục tại nhà. Đến gần trưa, đội quân tiếp viện của từ các bốt Thuần Túy, bốt Tuộc, bốt Cánh Lai, bốt An Lạc, bốt Đồng Phó, bốt Tạ Xá và từ nhiều hướng tấn công vào Kim Châu. Mỗi cánh một trung đội, chúng chia thành nhiều mũi tấn công vào Quán Dô, Xào Hồ, Xóm Đình, Xóm Chùa, Xóm Bồ Ngựa, Cổng Nông Thôn. Du kích ta đã chiến đấu kiên cường với địch. Đến 14 giờ, lệnh xung phong phản công phát ra từ xóm Bình, toàn dân Kim Châu, già, trẻ, trai gái, ai cũng hô xung phong, từng đợt, vang vọng cả làng Kim Châu, súng nổ khắp các ngõ xóm, làm cho quân địch vô cùng hoảng sợ. 13 tên địch bắt sống, một thu được, một súng thường, một bị đạn, ta bảo toàn lực lượng. Trận ngày 9 tháng 8 năm 50, hai tiểu đội du kích do đồng chí Nguyễn Đình Đính và đồng chí Chiên chỉ huy bám sát và hào hứng chiến đấu, phá tan âm mưu làm của Kim Châu của đội quân như xét do quân địch từ bốt An Lạc và một số bốt liên cận tiến hành. Vượt qua những ngày tháng đen tối giữa năm 1950, Kim Châu nói riêng và Đô Lương nói chung để nghiên cứu phong trào chiến đấu du kích, các đơn vị bộ đội chủ lực của huyện, của tỉnh đã về đóng quân tập luyện. Các đơn vị bộ đội 61 Hải Kiến, đơn vị E42, đại đội 88 cùng trung đoàn
Trong ngày 14 tháng 8 năm 50, du kích Kim Châu do đồng chí Nguyễn Văn Nghiêu trực tiếp chỉ huy, phối hợp với đơn vị 88 của trung đoàn 64 đánh úp trận càng của địch vào đầu làng Kiến Thuận. Tháng 3 năm 1951, địch tập trung 200 quân ở nhiều nơi kéo vào đánh phá các làng kháng chiến trong khu vực. Một tướng quân bị tấn công vào xóm Bờ Rê của Kim Châu, thế trận đã sẵn sàng, thời cơ đã đến, súng du kích ta nổ, tiếng kèn của ta thổi vang. Tiểu đội du kích Kim Châu do đồng chí Nguyễn Đình Luân hỗ trợ, cuộc hành binh Mangari trái quyết đánh vào căn cứ du kích Kim Nguyên Hưng. Ngày hôm 30 tháng 9 năm 51, chúng càn qua đất Kim Châu An Lạc rồi lên Duyên Hà, hỏa lực của chúng mạnh, gấp bội lên du kích của ta phân tán để bảo quản lực lượng. Qua 10 ngày vây quét khu căn cứ Kim Nguyên Hưng, địch đã bắt được hơn 10 người, hơn 10.000 người, trong đó 180 người ở hai thôn An Lạc và Kim Châu. Sau trận đánh càn này, địch đã tái lập 251 ban tè ở ba huyện. Huyện Kiên Hưng chỉ còn hai thôn là Kim Châu và Phú La là quyên quyết không lập tè. Các bắc lực luôn tính mệnh, tuy bị hy sinh, song nhân dân Kim Châu vẫn không sờn lòng. Ngày 29 tháng 3 năm 52, trận quân y mặt trận từ năm, trận quân khu Liên Khu Ba và một số bộ phận công binh xưởng của Liên Khu Ba, nhân dân An Châu tình nguyện nhường cả nhà cửa của các cho các cơ quan làm việc sản xuất. Dân quân du kích và nhân dân An Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan nắm tại địa phương. Tháng 11 năm 1975, quân chủ lực và một số quân ở đất Bình Thuận có cả xe tăng, máy bay, đại bác kiểm trợ về An Lạc, Kim Châu, hòng bao vây tiêu diệt bộ đội chủ lực và du kích của ta. Máy bay địch đã thả bom Aman, nã pháo, tất tập hòng đánh tan trận phòng ngự của ta. Kim Châu An Lạc đã phối hợp với bộ đội chủ lực kiên cường chiến lược. Từ sau trận đánh này đến ngày hòa bình gặp lại ở Kim Châu và An Lạc, không có một tên tặc nào đáng đến nữa. Trải qua 9 năm cùng cả nước kháng chiến, cuộc kháng chiến trong dân dắt trong lược, trong đó gần 5 năm nhân dân An Châu đã trực tiếp chiến đấu với muôn vàn gian khổ hy sinh nhưng vô cùng ác liệt, An Châu và bộ đội làm việc. Đặc biệt, ngay cả khi cả huyện Tương Hưng phải lập tè, nhưng Kim Châu, An Châu cùng Phú La là hai thôn duy nhất của huyện vững vàng, kiên quyết không lập tè. Chính vì vậy, An Châu là xã bị địch khủng bố, cướp phá nhiều nhất trong vùng. 9 năm trường kỳ kháng chiến, người con của An Châu đã hăng hái tham gia lên đường. Người ở phương hầu hết đều tham gia dân quân du kích hoặc vào các tổ phục vụ chiến đấu. Trong 9 năm kháng chiến, 14 người con của xã nhà đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến đó khác. Trong đó, 12 bộ đội, 2 du kích, nhân dân Kim Châu An Lạc đã cung cấp 2.800 cây tre gỗ các loại đánh pháo, làm 750 hầm cất giữ tài sản, đào 7.500 hố cá nhân, 300 hầm bí mật, 26 hầm cất giữ vũ khí. Cùng với đó, nhân dân Kim Châu An Lạc đã góp tổng cộng 27.000 nghệ cơ động, vận chuyển lương thực thực phẩm, chuyên trở vũ khí đạn dược, tải thương đào hố các hộ trên sông Trà Lý trên đường 26, 27, 39 và đường 10. Ngoài ra, nhân dân hai thôn đã góp cho nhà nước 320.000 tiền đồng bậc hết trong vùng. Nhân dân đã quyết tâm hạ giải để lấy gỗ bắc cầu Kim Tiến phục vụ liên hoàn kháng chiến giữa ba làng Kim Châu, Tiến Trật và Phú La. Phần thưởng cao quý, hàng trăm cá nhân được thưởng huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên. Nhiều gia đình được tặng thưởng bằng khen của văn nghệ cách mạng. Phát huy với truyền thống quê hương hùng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đảng bộ và nhân dân An Châu tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quyết tâm kháng chiến hạng nhất trong thời kỳ chống Mỹ. Năm 1973, An Châu là một trong 6 xã thuộc huyện Cao Lương được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất. Xã thuộc 13 mẹ Việt Nam được truy tặng và phong tặng danh hiệu cao quý bà mẹ các anh hùng. Một đồng chí được công nhận là tiền khởi nghĩa, 124 liệt sĩ, 116 là thương binh, bệnh binh, 113 bệnh binh, người chủ nghĩa chất độc hóa học. Toàn xã có 510 liệt người được tặng thưởng huân chương và bằng khen các loại của đất nước, đảng bộ và chính quyền nhân dân An Châu đã quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng, của nhà nước, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quân vật nuôi, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tập trung phát triển xây dựng văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của những tranh An Châu đã được đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đã có nhiều người con ưu tú chiến đấu anh dũng ngoan cường, một lòng một dạ trung thành với đảng, với cách mạng để xây dựng quê hương An Châu có được như ngày hôm nay. Càng tự hào với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đảng, nhà nước đã trao tặng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng An Châu ngày càng giàu mạnh. Làm quyết chương trình và nội dung công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng. Ban tổ chức xin kính mời tổ quân kỳ vào vị trí. Đồng 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 đồng.
Trung ương Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Xin trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Giáp, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Châu lên vị trí nhận thưởng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Trung tá Đào Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Hưng lên công bố quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Châu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin công bố quyết định Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch nước số 624 QĐ-CTN Hà Nội ngày 26/4/2018 quyết định về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam căn cứ hiến pháp, căn cứ điều 8 hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 530 ngày 23/4/2018 quyết định điều 1 phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Quyết định này Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Trần Đại Quang. Và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, theo ủy quyền của Chủ tịch nước lên gắn huy hiệu, trao bằng và cờ danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cùng toàn thể nhân dân lên lối một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các quý đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, Hội Cựu chiến binh xã An Châu vô cùng phấn khởi, tự hào được cùng đảng bộ và nhân dân xã nhà đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là ghi nhận công lao to lớn, hết sức khách quan, thực tiễn của Đảng và Nhà nước, của các cấp lãnh đạo đối với đảng bộ và nhân dân xã An Châu. Đây cũng là sự động viên khích lệ vô cùng to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh chúng tôi. Sau 29 năm, chúng tôi đã phát triển được 353 hội viên, trong đó có 26 hội viên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hội viên chúng tôi có nhiều đồng chí trực tiếp đào hào cắt lý vào làng kháng chiến, nhiều đồng chí trực tiếp lên đi phá đại hùng vì ở hậu phương hùng địch hậu, hùng tự do quê nhà. Của đường Hồ Chí Minh trên biển, đường Hồ Chí Minh trên bộ, trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc, anh em chúng tôi đã tạm biệt quê hương lên đường đánh giặc. Trong đó đã có đồng chí những hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các thế hệ ông cha đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do của tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc đã có nhiều người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh để chúng ta có cuộc sống hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân,
là đội quân hậu bị của Đảng, tuổi trẻ xã An Châu luôn trung thành với lý tưởng của Đảng và được thể hiện bằng những hành động cụ thể: phong trào phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tai nạn xã hội. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thiên Hưng, Phó Bí thư Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng lên phát biểu. Chúc mừng, xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm nay Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Châu long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Phần thưởng cao quý mà Đảng, nhà nước trao tặng. Trước hết, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tôi nhiệt liệt chúc mừng và chung vui với đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Châu. Xin kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân dồi dào sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Toàn thể nhân dân xã An Châu được thành lập vào tháng 4 năm 1956 trên cơ sở sáp nhập thôn Kim Châu từ xã Mô Lương và thôn A Nạc từ xã Mê Linh trước cách mạng tháng 8 và trong kháng chiến chống Pháp. Ở các thôn Kim Châu, A Nạc trực tiếp chống ngoại xâm trên mảnh đất này mới thấy được tầm vóc diện mạo và đóng góp đặc biệt xuất sắc của đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang An Châu, lực lượng vũ trang xã An Châu anh hùng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân đón nhận danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp là niềm vinh dự tự hào to lớn đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang xã nhà. Để tiếp tục phát huy phẩm chất và truyền thống của địa phương trong thời gian tới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân xã An Châu tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hãy đoàn kết, thống nhất, tích cực lao động sáng tạo, tự lực, tự cường, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ý kiến phát biểu chỉ đạo ra nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Thiên Hưng, chủ tịch ủy ban nhân dân Đông Hưng. Làm tiếp chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thiên Hưng, bí thư đảng bộ, chủ tịch hội đồng nhân xã lên phát biểu và phát động phong trào thi đua. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Các mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân lực lượng vũ trang nhân dân xã An Châu đã anh dũng kiên cường đấu tranh chống lại các thế lực thực dân, đế quốc, phong kiến và kẻ thù xâm lược, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, những thành tích rất đỗi tự hào. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, từ buổi sơ khai đến thắng lợi huy hoàng, ngày hôm nay đảng bộ và nhân dân xã nhà vui mừng đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và nhà nước phong tặng cho nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã An Châu đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong niềm tự hào, hôm nay đảng bộ và nhân dân xã An Châu trân trọng đón nhận những tình cảm cao quý của các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đã về đây dự lễ đón nhận danh hiệu vinh dự anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiến trình lịch sử và văn minh của đất nước từ thủa mở cõi
trong gian khổ khó khăn đến những năm tháng hào hùng chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do thống nhất tổ quốc và xây dựng đất nước hôm nay, Đảng bộ và nhân dân xã Châu luôn ý thức được trách nhiệm nặng nề nhưng đầy vinh quang và của mình đối với các bậc tiền nhân và đại biểu khách quý của những người con xa quê cùng toàn thể nhân dân đã về dự và chung vui chúc mừng buổi lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của xã An Châu. Xin kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân. Chương trình buổi lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xã An Châu đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn các đoàn đại biểu, các vị khách quý của tỉnh, của huyện, các địa phương bạn đã không quản đường xa dành thời gian về dự và chung vui với đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Châu. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Xuân Thành, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Xin được cảm ơn đồng chí Vũ Đức Hằng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Tiến Lĩnh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị, bộ chủ huy quân sự tỉnh Thái Bình, các đồng chí đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, ban chủ huy quân sự huyện, các phòng ban ngành trường học, các cơ quan xí nghiệp trạm các tổ chức xã hội, các đơn vị trên địa bàn huyện, các đại biểu các xã thị trấn trong huyện, các đại biểu các xã tổ huyện Hưng Hà, huyện Kè với xã An Châu. Xin trân trọng cảm ơn mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu là thân nhân đại diện gia đình liệt sĩ, thương binh, cán bộ tiền sở nghĩa, các cụ tham gia bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, các đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên, các đồng chí nguyên là cán bộ đảng chính quyền của xã qua các thời kỳ. Xin trân trọng cảm ơn những tập thể đơn vị cá nhân, các đại biểu là con em An Châu đang lao động học tập công tác và sinh sống trên mọi miền tổ quốc, các vị đại biểu là bạn của con em An Châu, các cá nhân gia đình đang tạm trú trên địa bàn xã đã về dự cũng như lý do đặc biệt không về dự được đã gửi điện hoa quả chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, hội đồng quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, ban giám hiệu các trường học, trạm y tế, đài truyền thanh cùng cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các thầy cô giáo, các cao sinh của các trường học. Cảm ơn ban giám đốc, diễn viên, nhạc công, nhà hát trẻ Thái Bình, các ca sĩ Bùi Thúy, Hữu Tuấn, đoàn chống hội Hòa Trần tỉnh Thái Bình, đoàn kim nhạc xã Hòa Tiến, đơn vị tổ chức sự kiện bảy Sài Gòn đã giúp đỡ địa phương tham gia các hoạt động phục vụ chương trình buổi lễ. Xin cảm ơn các phóng viên phát thanh truyền hình của tỉnh, của huyện đã về dự đưa tin góp phần để buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn và gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ và nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc cô chúc quân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân.